Xin chào các bác, lúc ven lấy ba ba, em mình tiếp tục lại về hàng. Hôm nay thì em có cuối tuần có về được thêm một chiếc nữa này. Hàng đấu giá mạng rất đẹp nha các bác. Chiếc này thì là dòng âm ly rất là hay trong tầm giá. Thứ nhất là chúng ta lưu ý đầu tiên là gì ạ? Em này là chiếc âm ly do hãng Lúc Men làm và có hai chế độ chơi, tức là chúng ta có thể vừa làm âm ly và vừa có thể tách làm rề bao. Thì bây giờ thay vì chúng ta mua một chiếc rề rất là đắt đỏ của hãng Lúc Men, lèo bèo cũng phải 12 đến 14 triệu, ngon ngon như CL34 hôm rồi em bán cũng phải gì ạ, 16 triệu hơn. Đó thì chúng ta chơi con này, vừa thích nào mà chơi âm ly thì chơi, còn thích nào làm rề, giật cái cầu chữ U phía sau ra làm cái rề luôn. Rất tiện lợi mà con này âm sắc rất là hay. Có chỉnh bát chép đầy đủ luôn, ba lăng volume. Đó. Rất là ok nha các bác. Con này thì vỏ máy còn đẹp này. Đấy, vỏ máy sơn zin chưa có động chạm gì cả, vỏ máy còn đẹp lắm. Về phần bóng thì chiếc này sử dụng bóng là L34. Toàn bộ bóng trên chiếc máy này về đợt này là bóng zin hết. CL34 à xin lỗi, 6CA7 tức là L34. Với cái mẫu ôm ly đèn mà LX33 này thì nó rất là tiện. Nó chạy L34 thì tha hồ cho các bác chơi. Trời chán thì các bác nâng cấp bóng nó cũng rất là dễ dàng. Đấy, L34 thì các bác mua bóng châu Âu, bóng Nga, bóng Mỹ, bóng Nhật rất là rẻ. Đó. Còn các bóng rẻ ở đây sử dụng đang là 12L7, 12X7. Toàn bộ bóng zin theo máy. Để em tắt đi em cho các bác xem bóng này. Tất cả cái bóng này ở trên cái con máy này nó về còn mới lắm các bác. Đây này. Phấn phết chữ còn đầy đủ sắc nét này chứ không bị bay. 12X7 Matsushita. Để cái chân bóng các bác nhìn. Nó còn trắng thế này, tức là bóng máy nó xài ít. Thế xài một thời gian lâu thì cái bóng này, cái chân bóng nó sẽ bị đen. Đó. Rồi ok. Máy thì đã được vệ sinh bụi cũng như là căn chỉnh. Ngon lành cành đào, không ù xì. Đấy, các bác thấy những con tủ đây đều đã được thợ bên em căn chỉnh rất là kỹ lưỡng. Bật mí một chút là đợt này em cũng may mắn là em có được kiếm được một bác thợ này rất là giỏi. Nếu mà quanh cái khu Tân Bình và Gò Vấp thì ai cũng biết bác ấy. Bác ấy giỏi lắm, bác ấy căn chuyên làm về đèn. Thế thì đợt này cũng cậy nhờ được bác ấy, nên ra là những con đèn em xuất cho các bác yên tâm. Đợt trước em về được 3 con thì em bán một con về Bình Dương, bác ấy phản hồi đầu tiên nó bảo không nghĩ là nó hay vậy. Mà nó rất là sạch sẽ. Đó, nó rất là tĩnh tại vì người ta đã căn chỉnh rất là tốt rồi. Nên là các bác chơi yên tâm nhé. Đây là những cái bóng rè này. Đó, còn những cái nền, những cái chiết áp, những cái công tắc còn rất là đẹp. Mặc dù là cũng mấy chục năm rồi. Nói chung đây là một con máy tương đối về gọi là đẹp. Các bác nhá, hàng đấu giá về mà. Đây này, những cục OBT còn rất là đẹp. Đây là phần hậu máy và số seri. Đây, mời các bác cùng tham quan số seri. Đó. Hậu máy còn nét nha, không bị teng, không bị bẩn, không bị ố. Đây là cầu chữ U này, phần pre-out hay là main-in. Khi mà chúng ta chơi rè chúng ta rút ra. Rồi, một con máy Lúc Men LX33 còn đẹp, hoạt động hoàn hảo. Có chỉnh ba lăng bát chép với hai mục tiêu, hai chế độ chơi, vừa làm bao âm ly và vừa làm rè. Thì chiếc này em mình cũng có mức giá tốt cuối tuần là 19 triệu đồng. Em mình giảm 500 ngàn so với cái mức giá của ba con trước. Ba con trước là 19 năm thì con này em để cho các bác là 19 triệu đồng. Đấy, tại vì nó cũng phe phẩy một chút ở cái phần mặt tiền này nhá, lưu ý cho em. Còn lại những cái góc cạnh này nó không có bị dập đó, mà nó chỉ bị phe phẩy một xíu ở đây. Đấy. Rồi em xin dừng video. Bác nào có nhu cầu chơi chiếc này thì các bác alo giúp em. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt các bác trong video tiếp theo.